Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 3 cho biết Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận xây dựng về vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ Mỹ-Triều. KCNA nêu rõ là Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã bày tỏ tự tin rằng các mối quan hệ Triều-Mỹ có thể cải thiện vững chắc nếu hai bên phối hợp với nhau bằng trí tuệ và sự kiên nhẫn, mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại không thể tránh khỏi trước mặt. Trước đó, trong cuộc họp báo tổ chức tại khách sạn Melia, Hà Nội, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói rằng Triều Tiên đã đề xuất dỡ bỏ nhà máy hạt nhân tại Yongbyon để đổi lấy việc được dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt, song phía Mỹ đã không sẵn sàng chấp nhận. Theo Ngoại trưởng Ri Yong-ho thì đây là một đề xuất thực tế và nếu Mỹ có đề nghị tái đàm phán trong tương lai thì đề xuất này cũng không thay đổi.